Hôm nay là cuộc thi câu nha anh em nhá. Thi câu giải là có của hai cô em câu ở dưới hồ đây xuống từ 7 giờ sáng rồi. 6 rưỡi sáng bây giờ tôi xuống tôi xem đã được cái gì chưa. Xem ai là người được giải. Mai 20 cần thủ nhá. 20 cần hai thằng cô em đi. Đấy, đến hồ rồi. Đường vào hồ gập ghềnh quá. Đi thẳng vào đây. Nước váng kinh nhờ. Nước váng vàng khe này. Ông mất mẹ xe đây đó. Bên này là ao cá nuôi. Ngó xem mặt mũi trong nó người ở đâu. Ui gió này. Đây anh em thi câu nhá. Nó đâu? Ở kia, hình như là thằng em ngồi kia thì phải. Đi xem ai được gì chưa? Ông Thịnh hỏi ngồi kìa. Hình như Thịnh hỏi ngồi kia thôi. Hai mươi cần khít biết nào hay là người ngồi đâu ngồi đâu nhỉ. Ngồi bên kia. Mấy em thằng Tuấn Nhổn nó ngồi là thằng nào nhỉ? Tuấn Nhổn à? Thằng số 16. 16 như bên bờ bên kia. Sẽ đông phết nha. Đi lên nhà thằng dân phẩu được à? Xó rồi. Anh à. Em đang cô em đang ngồi. Buôn vô lê bán chuẩn để đi này đi đéo được. Giải thi câu anh em đây mấy anh em câu kéo tự tổ chức với nhau thôi anh em nhá. Có 20 cần. Hồ này chỉ câu 20 cần là chật mất hồ rồi. Đánh 15 mét đổ lại. Không được đánh xa, con nó vụt mắc vào nhau, ảnh hưởng người khác. Đây, thằng cu em Tuấn Nhổn đang ngồi ở bên kia. Đây là Tuấn Anh ngồi bên này. Theo thông tin thì mới có hai người được cá thôi. Đội anh em nhà mình thì chưa ai được. Đây, đây là cô em Tuấn Anh. Tuấn Anh kể hả? Hồ câu này là 300.000 một ca 4 tiếng. Hôm nay là thi câu. 300.000 một ca 4 tiếng nhưng mà 20 cần mới mỗi người lên được một con. Thời điểm hiện tại là mỗi người lên được một người lên được một con trôi và một người được một con chấm. Tôi nghĩ là ông chấm chắc là nhất rồi. Rất khoai.
Sắp lên rồi chứ ngồi đi em ơi. Đấy, xem nào. Sắp lên rồi chứ ngồi Đây, đi cô em em ơi. Tuấn Nhổn nhà mình đây. Thằng cô em ở bên kia thì đang ngồi cắt móng tay, còn thằng này thì đang ngồi gãi râu. Cá không ăn. Đây, hồ 300 nghìn này. Lưu manh à. Chuẩn bị vọt đi vọt cá cho anh Tuấn này kìa. Số 16 nha. Anh em về đánh lô nha. Đấy, hồ 300 nghìn 1K mà có phải là xương chưa anh em? Quá chứ là khoai 20 cần mà mới được hai con cá. Đây có ông áo xanh ở bên này, cần thủ áo xanh bên này lên được một con chấm và một cần ở bên kia đã được một con trôi. Chấm trắng nhá. Ngọc Trinh, Ngọc Trinh. Quá chi là im luôn, cá còn không quẫy. Rồi ngồi. Thằng Tuấn Anh bắt đầu thấy mắt nhem nhem rồi này. Thằng Tuấn Anh bắt đầu thấy mắt nhem nhem rồi này. Thằng Tuấn Anh bắt đầu thấy chăm chú lắm đấy. Thằng Tuấn Anh bắt đầu thấy chăm chú lắm đấy. Ông cu chạy cụ đi đâu? Ông cu chạy cụ đi đâu ấy? Tôi ngồi xuống đây là gần một tiếng đồng hồ rồi và chưa một ai giật một cái nào luôn. Phải đến hơn tiếng ấy. Chưa ai giật một cái gì. Tất cả im re không động đậy gì cả anh em ạ. Rồi, hơn tiếng đồng hồ mà không ai giật cái gì, tôi nhìn tôi cũng buồn quá, tôi đi về. Kết quả thì tôi dự chắc chắn là ông được con chấm trắng bên cạnh đây chắc chắn là nhất rồi và ông được con trôi kia thì là thứ nhì. Hết. Còn lại thì móm tất hồ 300 nghìn 4 tiếng không phải vừa đâu anh em nhá.